cuộc sống của đôi đũa lệch nổi tiếng nhất showbiz Việt. Chàng hơn nàng 32 tuổi khi quyết định đến với chàng. Nàng mới vừa bước qua tuổi 20 son trắng, còn chàng đã từng sống chung với 4 người phụ nữ và đang nuôi một đàn con nhỏ. Tình yêu ấy đã từng làm người thân, đồng nghiệp, bạn bè của nàng đau đầu và đau cả miệng vì phải khuyên can nàng. Nhưng nàng vẫn nhất định tin tưởng vào lựa chọn của mình. Công chúng thì lại được dịp bàn ra tán vào. Họ bảo nàng đào mỏ, họ nói chàng ham sắc, rồi dự báo mấy cặp kiểu đôi đũa lệch sẽ sớm đường ai nấy đi. Thế nhưng, tình yêu nảy nở từ những đứa con riêng. Có lần trả lời báo chí, Hoài Thu cho biết cô bị ấn tượng mạnh bởi cảnh Lê Hùng chăm sóc các con trong một lần tới nhà chơi. Sự gần gũi, quấn quýt của mấy bố con đã làm cô xúc động. Và chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô hiểu rằng một người đàn ông yêu con, sống trách nhiệm như thế thì không thể là người xấu được. Vậy là cô quyết định chọn người đàn ông này để gắn kết trọn đời mình. Còn nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng khẳng định, trong nhà ông chưa bao giờ có khái niệm gì ghẻ con chồng. Cái ngày Hoài Thu còn đang mang bầu, ông dẫn ba mẹ con đi siêu thị. Hai đứa con gái nhỏ cứ díu dít gọi bố, khiến nhiều người xung quanh nhìn ông bật cười. Có lẽ họ vui lây với niềm hạnh phúc của ông, gia đình có phần đặc biệt của ông. Luôn chia sẻ, sống vì nhau, nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng là người bận rộn từ sáng tới tối. Phần lớn thời gian ông đều dành cho công việc, cho nên ông rất sợ lấy một người vợ ham chơi, đòi hỏi. Rất may, Hoài Thu không phải là mẫu người như vậy, đạo diễn Lê Hùng khẳng định. Cô ấy lấy tôi, chấp nhận cuộc sống của tôi, rồi dần dần cũng thấy yêu cuộc sống ấy. Có một điều tưởng chừng quá đỗi đơn giản mà ông dự tính bao lần vẫn chưa thể thực hiện được, đó là đưa vợ con đi ăn nhà hàng vào những ngày lễ Tết. Lý do vẫn rất muôn thuở, ông quá bận, nhưng người vợ trẻ cũng chưa một lần trách móc. Lê Hùng cũng chưa bao giờ mua những món quà đắt tiền, hàng hiệu, gì ghê gớm để tặng vợ, bởi vợ ông không phải là người thích những thứ vật chất như thế. Ông nói, vợ tôi tuy trẻ tuổi nhưng là người biết suy nghĩ, biết lo cho chồng, cho con và luôn coi gia đình là trên hết. Đó cũng chính là lý do ông chọn Hoài Thu để đi cùng suốt phần đời còn lại, trong khi xung quanh ông có vô vàn bóng hồng khác. Hoài Thu là người đến sau, nhưng cô không bao giờ quan tâm tới quá khứ của chồng. Điều cô quan tâm là hiện tại chồng cô đối xử với cô như